Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn về một loại hoa có cái tên rất là đẹp, đó là cây tường vi. Cây tường vi còn có tên gọi khác như là cây tầm xuân nhiều hoa, dạ tường vi nhật, hồng nhiều hoa. Cây tường vi được yêu thích và ưa chuộng, được trồng ở khắp nơi để trang trí công viên và sân vườn. Cây tường vi ở nước ta thường có màu hồng nhạt, hồng phấn. Khi nở, hoa mọc thành chùm chi chít ở đầu cánh, cánh hoa mỏng, nhẹ và rất đẹp. Khi một cây hoa tường vi nở rộ, có thể khiến cho một góc vườn trở nên nổi bật hơn rất là nhiều. Đây là một cây hoa tường vi màu hồng. Hiện tại thì đang nở rất là nhiều hoa, nụ chưa nở hết đây, rất là nhiều nhé. Hoa tường vi thường nở rộ vào mùa xuân hè, tức là từ tháng 2 cho đến tháng 7. Cánh hoa mỏng manh, nhẹ nhàng, giống như những cô gái xinh đẹp, tưởng chừng mỏng manh, yếu đuối, phải có người che chở nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Nét đẹp này khiến không ít những người phải xao xuyến. Tường vi cũng đi vào không ít bài thơ, bài văn và trở thành niềm cảm hứng của những nhà làm phim. Đây là một cây hoa tường vi khá là lớn các bạn nhé. Có lẽ là khoảng 2-3 hôm nữa thì hoa sẽ nở rộ, cây hoa sẽ rất là nổi bật, rực rỡ. Hiện tại thì cây hoa tường vi được dùng để trang trí nhiều ở các khu phố, công viên và các sân vườn của các hộ gia đình, biệt thự. Tường vi là một loại cây thân gỗ và đặc biệt là thân của nó rất là giống thân của cây ổi. Đây, hoa tường vi, một các chùm hoa màu hồng rất là đẹp. Một cây hoa to như này thì hiện tại nó cũng có giá rất là rẻ. Rồi nếu mà các bạn mà chưa có một cây hoa tường vi ở trong vườn thì hãy tạo cho mình một cây để trang trí khu vườn, làm nổi không gian khu vườn của bạn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.